cấp đấy chứ. Ờ đây nào, bốn đa thăng cấp sinh mệnh lại không cần cờ ren, không cần đá hộ mệnh. Ok lấy bốn đa thăng cấp tốn này. Okay, siêu phẩm hay là kinh dị đây? Chào nhau ở giữa, một cụm, hai cụm, ba cụm, rồi tỷ lệ là 75%. Hy vọng thành siêu phẩm cái này đây. Một, hai. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video game mua truyền kỳ chấm co nha anh em ơi. Mấy hôm nay ăn hành quá giờ, hôm nay quyết định lên vút cấp 2 rồi. Đây mình đang có đủ 10 mảnh búa rồi. Thì bây giờ trước tiên là muốn lên vút cấp 2 là phải lên cái búa thiên tử trước đã. Cái mảnh này phải ép lên búa xong mới bắt đầu là xoay lên. Thì bây giờ mình sẽ đi cấp búa, mình sẽ lên cái vút này. Hy vọng là may mắn. Thì, lấy cái này là chỉ cần 10 thôi. Cộng 10. Đây nhưng mà mình sẽ để cho con kiếm một lon qua đấy nó xoay nha, sao cần tính to quá. Bây giờ mình sẽ qua cờ lon xoay, hy vọng không bị xịt để lock cái con phụ của cái này. Đây sẽ bố con clone này để tháng thôi, còn chính sợ quá rồi, nay là offline rồi. Thì mình sẽ bố con này qua trước tiên là tháng cái bố trước nha, hy vọng nó may mắn không 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 đi núi. Đây 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 đây, ok chơi đi, mười một phòng bệnh đấy, tỷ lệ là 91% này. Rồi lên nào, rất là run. Da. Như thiếu gì? Ồ thổi và ai thiếu gen kìa. Ôi trời ơi. Lại có điểm rồi anh em ơi. Thiếu gen mà để thiếu được thì đúng chịu luôn. Cho lấy 300 triệu luôn chứ 3 triệu làm gì. Thiếu gen. Được à, không sao. Ok, làm lại. Gen hồi hộp. Rồi. Một. Hai. Ba nháy là được.
Đúng rồi, hèn nha rồi chặt nhân vật. Bây giờ sẽ lấy búa ra nha, rồi lấy búa một nháy rồi. Bây giờ nó có đây lần hai là nó tốn 30 cơ, nó tốn cục 30 cơ. Đấy, chứ không phải là cục 20, là cục 10 đó. Ê, quên là chưa có bộ tỷ lệ. Mua thêm hai bộ tỷ lệ trong shop này chứ không 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 có bộ tỷ lệ quay vòng quay. Bộ tỷ lệ quay vòng quay thì rất nhiều mà đập toàn xịt. Rồi, ok. Như vậy là không thể nhìn là đang đập đồ nữa. À, cocaine. À, cái bút chưa mặc qua. Đây, lấy bút nha. Cộng 13 và 16 ốp rồi. Đủ điều kiện rồi đấy. Rồi, bây giờ chơi nha. Ồ, làm phát phong thủy là. Đây, ăn thua hay không là khúc này đây. À, 4 đa thăng cấp đó chứ. Ừ, cái nào. Ừ, 4 đa thăng cấp. Sinh mệnh lại không cần cờ ren, không cần đá hộ mệnh. Ok, lấy bốn là thẳng cấp tốn đây. Đây, siêu phẩm. Siêu phẩm hay là kinh dị đây? Chào nhốt ở giữa. Một cụm, hai cụm, ba cụm. Rồi. Tỷ lệ là 75%. Hy vọng thành siêu phẩm cái này đây. 1 2 đúng. Oh! Cây bút, cây bút, trời ơi, bút cờ loang kìa. Vai. Bố tài luôn là qua cờ loang đập cũng ổn đấy anh em ơi. Thua rồi, toàn mất cái bút rồi. Rồi cụt tay luôn rồi. Cái gì mà nhỏ thế? À, đập đập búa thì lên mà đập bút thì xịt. Búa tay luôn. Thua luôn. Rồi thành ra cụt tay luôn rồi. Ồ, búa tay. Quá nhục nhã anh em ơi. Không còn gì nhục hơn. Bây giờ cụt tay luôn rồi. Thôi. Thôi, video là mình sẽ kết thúc tại đây nha anh em ơi. Đen quá, con cờ lon đập mà vẫn đen. Bye.